Chào các bạn nha. Trong cái video ngày hôm nay, Cường Khúc Khích sẽ chia sẻ với các bạn công thức và cách nấu canh chua đậu cá hồi. Với những bạn nào bận rộn thì mình có thể là mình nấu cái món canh này. Nó vừa có một cái món canh mà mình vừa có thêm một cái món mặn. Đó, đậu cá hồi thì nó có vừa có sụn nè, vừa có thịt nè. Rồi mình chấm với nước mắm á các bạn, ăn nó mặn mặn béo béo rất là ngon ha. Và nấu cái này thì mình đỡ phải là mình nấu 2-3 món, mình chỉ cần nấu một cái món canh chua đậu cá hồi thôi. Và với cái món canh chua đậu cá hồi này, ngoài việc các bạn ăn với cơm ra thì mình có thể là mình ăn với lại bún. Mình nấu như là một cái món lẩu vậy đó các bạn, mình thấy ăn với lại bún luôn ha. Đó, thì nếu như mà các bạn muốn biết công thức và cách nấu canh chua đậu cá hồi thì hôm nay Cường Khúc Khích sẽ chia sẻ cho các bạn để ai cũng có thể dễ dàng thành công nha. Rồi bây giờ để nấu canh chua đậu cá hồi đơn giản nhanh gọn á thì các bạn cần chuẩn bị cho mình ở đây là một cái đậu cá hồi ha. Một cái đậu cá hồi này nó tương đối to nha các bạn, nó khoảng 5.5 kg trở lên á. Rồi tôm thì các bạn có thể dùng nhiều dùng ít gì cũng được, mình dùng khoảng 200-300 g tôm nữa ha. Đây là một cái nồi canh chua cá hồi. Rồi những cái đồ la ghim hay là những cái đồ rau củ nấu kèm canh chua cá hồi á thì thường là sẽ có bạc hà, hay là một số bạn gọi là dọc mùng đó, bạc hà ha, cà chua nè, rau ngò gai, rau ngổ, đậu bắp và một vắt me ha, một vắt me nha các bạn. Ngoài ra thì các bạn cần chuẩn bị thêm là một trái thơm hay là một trái dứa, trái khóm gì cũng được. Đó, nguyên liệu rất đơn giản luôn các bạn. Cái này thì các bạn ra chợ các bạn có thể là mua ở một quầy bán rau nào đó, các bạn có thể mua tất cả những nguyên liệu này luôn. Ok, thì bây giờ đầu tiên về cái cá và cái tôm á, mình sẽ sơ chế sạch sẽ ha. Và cá hồi á, thì để khử được cái mùi tanh của nó thì mình sẽ trụng sơ ha các bạn. Trụng sơ với lại một ít rượu để cho nó khử được mùi tanh của đầu cá hồi. Để mà cái sơ chế cái cá hồi này á, thì nó cũng đơn giản. Ví dụ như khi mà mua á, thì mình đã nói người ta cắt ra cho mình rồi, cắt nhỏ luôn rồi, về cái mình đỡ phải cắt. Mình sẽ rửa với lại khoảng 2-3 lần nước lạnh đó các bạn, để cho nó sạch. Sau đó mình sẽ rửa lại với lại cái muối. Cái đầu cá hồi này nếu mà các bạn không biết sơ chế á, thì ăn nó rất là tanh. Mình cho ít muối vào á, mình rửa. Khi mà mình nói người ta làm cái đầu cá hồi các bạn thì người ta đã làm sạch sẽ cho mình luôn rồi ha, gồm có cái là bỏ luôn cái phần máu tanh. Cái máu mà máu bầm á các bạn, thường ở trong những cái mang này nè nó sẽ có cái máu bầm. Nếu mà các bạn mua cái đầu nguyên mà không làm về thì các bạn phải bỏ đi. Nếu mà các bạn không bỏ thì mình nấu lên cái nồi canh á, nó rất là tanh ha. Rồi, cái đầu cá hồi sau khi mà mình sơ chế sạch sẽ rồi đó các bạn, mình sẽ cho vào đây một chút xíu rượu ha. Các bạn bắt cái nồi nước sôi lên, cho vào xíu rượu. Rượu thì mình dùng vodka đi cho nó thơm. Mình sẽ thả đầu cá hồi vào, các bạn trụng sơ nó. Về cái phần tôm thì mình không cần ha các bạn, tôm thì mình sẽ ướp chút nó nữa, ướp chung với đầu cá hồi luôn. Đó, thì như vậy cái đầu cá hồi khi mà các bạn ăn nó rất là thơm, nó không có một chút tanh nào hết. Trụng sơ là được nha các bạn, các bạn đừng trụng lâu quá, tại vì trụng lâu quá thì nó lại mất đi cái chất ngọt của cái đầu cá hồi. Rồi mình sẽ ướp một chút xíu ha, để cho cái đầu cá hồi mình nó đậm đà. Mình cho nó cỡ khoảng 1/2 muỗng tiêu, khoảng 1 muỗng muối. Muối thì mình sẽ dùng là muối hạt nha các bạn. Rồi, hạt nêm mình cũng cho 1 muỗng luôn. Thì thời gian các bạn ướp cái đầu cá hồi này thì các bạn ướp nó cỡ khoảng 15-20 phút nha các bạn. Nếu mà ngon thì mình sẽ cho nó vào trong ngăn mát tủ lạnh ha, thì nó sẽ giữ được cái độ tươi của đầu cá hồi, ăn nó sẽ ngon hơn. Còn không thì các bạn để bên ngoài cũng được, 15-20 phút rồi mình nấu canh. Me thì các bạn cho nó vào tô ha, và mình sẽ chế nước nóng vào để mình dầm cái me này ra. Để tạo vị chua cho cái món canh chua đậu cá hồi thì các bạn có thể là dùng me, hay là các bạn dùng chanh cũng được nè, hoặc là dùng chanh dây cũng được, tắc cũng được. Nhưng mà thường là mình thấy me thì nó sẽ ngon ha, nó thơm với lại cái vị chua của nó cũng ngon nữa. Nước thì mình đổ nó cỡ khoảng 200ml nha các bạn, 100-200 gì đó. Còn me thì cái bát me hôm nay mình dùng nó là 50g ha. Về cái phần mà cắt những cái rau củ này thì các bạn đã biết rồi ha. Thì ví dụ như cà chua thì mình sẽ bổ câu, bạc hà thì mình cắt nó lát lát á các bạn. Đậu bắp cũng vậy luôn, một trái đậu bắp mình cắt cỡ khoảng làm 2-3 nó vừa. Rau nêm thì mình cắt nhuyễn. Cà chua thì một chút nữa mình sẽ xào nha các bạn, xào để cho nó ra cái màu á. Còn nếu mà các bạn không muốn cho nó ra màu thì các bạn bỏ vào các bạn nấu luôn, thì mình ăn cái cà chua nó sẽ chua hơn. Nhưng mà mình muốn nấu, mình muốn xào cho nó ra màu để cho nó tăng thêm cái vị chua á, cho nó ngon ha. Cà chua thì hôm nay là mình dùng nó là 400g nha các bạn, 4 trái cà chua là 400g. Bạc hà hay là gọi là dọc mùng đó thì mình dùng là 200g. Còn về cái đậu bắp á, thì hôm nay mình dùng nó là 400g đậu bắp.
ha, tại vì mình thích ăn cái đậu bắp. Còn nếu mà thông thường nấu một nồi canh chua các bạn thì đậu bắp các bạn dùng cỡ khoảng 200 gram thôi là nó vừa ha. Còn về cái độ chua thì thông thường người ta nấu cũng khoảng nửa trái thơm thôi ha, người ta tăng cái lượng me lên. Còn mình thì mình lại muốn cái vị chua của nó từ cà chua và thơm nhiều á, nên là mình dùng cỡ 50 gram me thôi là nó vừa. Cái này thì nó cũng ăn thua tùy vùng miền nữa ha. Các bạn sẽ cho vào trong cái nồi này một ít dầu để mình phi thơm cái tỏi nha các bạn ha, khoảng 3 tép tỏi thôi mình đập dập mình cho vào. Mình thấy hình như là chỉ có canh chua của người miền Nam á, thì mới phi tỏi đúng không các bạn, chứ còn các bạn ở ngoài miền Trung hay là miền Bắc hình như là không có phi tỏi. Như nhà mình nấu thì lúc nào cũng vậy, canh chua rau muống cũng vậy, và canh chua đầu cá hồi hay là bất kể canh chua gì mình cũng thích có cái tỏi phi vào, nó rất là thơm. Mình cho một xíu dầu ha. Rồi, mình cho vào đây 3 tép tỏi. Khi mà cái phần tỏi phi mình nó thơm á các bạn thì mình sẽ cho cà chua và thơm vào. Mình cho thơm vào trước ha. Khi mà các bạn cho thơm vào á thì mình xào nó tầm cỡ khoảng 3 đến 5 phút nha các bạn, rồi các bạn hãy cho cà chua vào. Tại vì để cho cái thơm nó ra cái chất chua thì mình phải cần khoảng 3 đến 5 phút để mình xào. Rồi cho cà chua vào. Để tăng cái vị cay cho cái món canh chua này thì thông thường á, người ta sẽ dùng ớt, ớt đỏ này các bạn cắt khoanh hoặc là các bạn đập dập mình cho vào. Còn hai nữa là các bạn có thể là các bạn dùng thêm sa tế. Ưu điểm của sa tế là tại vì trong sa tế này nó có sả này, nó có tỏi phi, hành phi đó các bạn ha, và nó sẽ có ớt trong này luôn ha, nó sẽ cay nên là nó vừa có cái mùi thơm và vừa có cái vị cay nữa. Như mình á, thì mình sẽ cho vào đây nó cỡ khoảng 15 đến 20 gram sa tế nữa nha các bạn. Không có thì các bạn cứ việc dùng ớt, để cho nó cay á, nó cay với này nó có cái mùi thơm. Khi mà cà chua mình mà nó ra màu rồi thì các bạn sẽ chế nước vào. Rồi bây giờ mình sẽ chế nước vào. Các bạn chế nó cỡ khoảng 1 lít 25 đến 1 lít rưỡi. Thì hôm nay mình nấu cái bên nồi canh này cho hai bữa ăn, hay khoảng 6 người ăn nha các bạn. Tiếp theo đó thì các bạn sẽ cho cái nước cốt me vào. Thì nước cốt me thì các bạn nhớ nha, mình dầm ra là mình cho vào 50g me với lại 200ml nước nha các bạn. Mình chỉ lấy cái phần nước cốt thôi. Rồi ok. Sau khi các bạn đổ nước vào rồi thì bắt đầu là mình sẽ nêm nếm gia vị nha các bạn. Mình sẽ nêm nếm gia vị cho nó có vị nó hơi đậm một chút, để chút nữa khi mà mình cho đậu bắp và bạc hà vào đó thì nó vừa ăn nha. Và mình sẽ cho vào đây thêm cỡ khoảng nửa muỗng hạt nêm ha, khoảng nửa muỗng muối. Về cái canh này thì thông thường khi mà ăn cái các bạn muốn nêm nước mắm á, thì nấu xong rồi các bạn hãy nêm ha. Mình nêm nước mắm vào sớm quá thì mình cái vị của nó cũng không có ngon các bạn, nó không có thơm. Nước mắm mình nên cho vào sau cùng để nó thơm ha. Rồi và cuối cùng là đường. Đường thì mình sẽ cho nó cỡ khoảng 2 muỗng canh đường nha các bạn. Đó, mình chỉ đem đơn giản như vậy thôi. Một chút nữa khi nào mà ăn á, thì các bạn sẽ rưới thêm một ít nước mắm nữa thì nó sẽ giúp cho cái canh mình nó đậm đà, và cái thứ hai nữa là nó thơm. Ok ha, bây giờ mình đậy nắp lại, mình nấu cho cái canh này, cái nước này nó sôi lên nha, rồi mình mới cho cá và cũng như là đậu bắp, bạc hà vào. Rồi khi mà cái nồi nước mình bắt đầu nó hơi sôi lên rồi nè, lúc này mình sẽ cho bạc hà vào, bạc hà và đậu bắp vào. Tiếp theo sẽ cho cá hồi vào, cá hồi và tôm vào. Sau khi mà các bạn cho hết vào rồi thì mình nấu nó thêm khoảng từ 5 đến 7 phút nữa nha các bạn thì nó sẽ chín. Chín xong rồi thì mình sẽ múc ra tô, rồi mình cho mình rắc lên đây thêm cái phần rau ngò gai và rau ngổ á, để nó thơm hơn ha. Cá hồi thì nó rất là nhanh chín, các bạn nấu lâu quá thì cá hồi nó cũng không ngon, nó sẽ bị bở, nó bị nát đi. Múc ra tô rồi các bạn rắc rau thơm lên nữa là mình có thể ăn được. Đó, nếu như mà các bạn không có thời gian á, thì các bạn có thể là nấu một cái món canh này thôi ha, mình vừa có canh ăn mà mình vừa có món mặn luôn. Và ngoài cái việc mà mình ăn cơm ra thì các bạn có thể là nấu như kiểu nấu lẩu, mình ăn bún cũng được, rất là ngon. Nhớ là sau khi mà các bạn múc ra rồi á, thì mình rắc mà mình cho thêm nước mắm nha các bạn, để cho nó thơm, đậm đà. Đó, canh chua đầu cá hồi nha các bạn. Đây, sau cùng thì mình sẽ rắc lên một ít rau thơm nữa là xong.
Và cái cá hồi này thì ăn thì các bạn sẽ chấm với lại nước mắm ha, các bạn cắt vài cái ớt vào rồi mình chấm với nước mắm thôi. Ok ha, thì hy vọng là qua video này Cường Khúc Khích đã chia sẻ với các bạn công thức và cách làm món canh chua đầu cá hồi nhanh gọn đơn giản. Hy vọng rằng là các bạn sẽ thích món canh này nha. Nếu như mà thích thì đừng quên bấm chia sẻ và bấm đăng ký channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.